Anh sẽ dắt em qua thật nhiều con đường, anh sẽ dắt em đi trên khắp phố phường và đi đến nơi yên bình chỉ mình ta biết thôi. Rồi ta sẽ nắm tay nhau trên con đường yêu, về nơi nắng chiếu lung linh hai mặt trời che khuất lối. Chẳng điều chỉ cảm nỗi yêu thương ta trao ta dành cho nhau. Dù có đi đến nơi nào ta vẫn luôn đi cùng nhau. Ngàn câu ca trao về người, trao bao nụ cười cùng em hát lên bao lời yêu. Và điều mà anh luôn ước mong trong mắt anh. Xóa clip đi. Đưa tiền tao xóa. Mày. Với cả nhận tôi làm thực tập sinh ở công ty anh. Chỉ vài tháng thôi, miễn là có dấu mộc đỏ ra trường là được. Cậu thực sự muốn đi làm hả? Yes. Lao động là vinh quang mà. Thôi được, tôi sẽ cho cậu đi làm, nhưng không phải ở công ty, mà ở nhà của tôi. Tại sao? Tôi làm gì ở nhà anh? Làm ô xin cho tôi. Cậu không chịu cũng được. Clip đó, muốn đăng gì thì đăng. Anh, tôi không ngại thuê luật sư kiện cậu cái tội xâm phạm quyền riêng tư của tôi đâu nha. Coi chừng á. Cái nhà to khiếp, chắc bằng cả cái xó mình gộp lại. So sánh ngờ ngày quá. Cửa không đóng, vào đi. Nhớ đóng cửa. Biết rồi ạ. 2 năm mà cái gì năm 2 á. Tôi ngồi nhé. Cũng lịch sự, lễ phép đó. Chuyện nhìn tôi bé bé vậy thôi, chứ hồi mẫu giáo tuần nào tôi được phiếu bé ngoan đấy. Vậy để cuối tháng tôi phát cho cậu phiếu bé ngơ nha. Anh mới là con nai vàng ngơ ngác dẫm trên đống củi khô ấy. Đạp trên lá vàng khô. Gì? Đạp trên lá vàng khô. Đạp trên lá vàng khô. Đúng rồi, nói lại. Con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô. Con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô. Lần sau có chế thơ thì chế cho có cơ sở xíu nha nhóc. Tôi nhớ lúc trên công ty nhìn cậu cũng cao ngang tôi mà. Sao giờ nhìn có một khúc vậy? Anh cứ body Samsung tôi đi. Tôi đăng clip của anh lên mạng cho công ty anh bất động rồi sảng luôn, anh tin không? Thấy đống tài liệu đó không? Đẹp chứ không có mù. Dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ, hoàn tất cái bản thu chi này, rồi muốn về thì về. Giờ tôi đi làm. Sao lại dọn dẹp nhà cửa?
Này anh. Nhà sạch thế này rồi, dọn dẹp là dọn dẹp cái gì? Đói bụng quá, hay vào bếp nấu cái gì ăn ta? Mà không được, mới vào nhà người ta ngồi chưa nóng đít, như vậy là bất lịch sự. Thằng cha đó sợ mình ngồi không đăng clip lên mạng cái gì? Chào anh. Không biết anh còn nhớ năm 2018 anh nhận được bao tiền lì xì không? Liên quan gì tới cậu? Anh! Hỏi gì? Hỏi đi, trả lời đi. Nhiều chuyện. Cậu hỏi vậy làm sao tôi trả lời? 5 năm rồi chứ có ít đâu. Vậy mà anh nghĩ sao anh đưa hồ sơ từ năm 2018? Từ cái năm mà người ta nhận được bao tiền lì xì người ta không nhớ. Hay công ty của anh chảnh mảng đến cái mức cuối năm không làm báo cáo thu chi? À, nhân viên của anh cũng lười lắm đúng không? Cuối tháng không làm báo cáo nộp cho sếp à? Nói đủ chưa? Chưa. Tôi nói cho anh nghe, còn chiêu nào hay hơn không? Để tôi gửi cho anh vài bộ phim cung đấu anh xem nhá. Tôi sao? Biết cái mỏ tôi hỗn thì đừng có mà chọc tôi. Bộ anh rảnh lắm hả? Thế nhá, kiếm việc gì khó hơn mà làm đi. Chào anh. Ê. Ê. Không biết mình thuê nó hay nó thuê mình nữa. Thằng Huy cục đình. Tôi quên có người ở nhà, nên tôi khóa cổng này rồi. Anh nói cái gì? Cậu lo mà làm việc đi. Khi nào xong việc, tôi về tôi mở cửa cho cậu. Cái tên khốn này, anh chơi tôi đúng không? Thôi, tên khốn mới làm việc nha. Lo mà làm xong việc đi. Huy cục đình. Anh nói ai cục đình hả? Alo? Alo? Thiệt là hả dạ. Mẹ, quá thiệt à? Cuộc đời mình cứ như vở hài kịch ấy nhỉ? Rồi sao tối nay đi làm? À, bộ phận! À, đau quá! Sủi gì chó? Alo. Ê, mày làm ca giúp tao đi. Sao mày hay vậy quá? Hay ho gì đâu. Nhá, giúp tao nha. Biết rồi, biết rồi. Nhờ có tí mà làm gì căng. Ai cười đây? Anh...
Cha xin tuyên bố nha anh. Sao giờ này mới về hả? Mới tâm hồn ngủ lắm rồi không? Bé bé cái miệng thôi. Miệng mới chả mồm. Tôi chưa là tung cái nhà anh lên là may á. Tôi có... Họ như họ đò. Tôi không có bị điếc. Cái thằng này đứng lại. Tới rồi đó à? Cảm ơn mày nhiều nhá. Ơn nghĩa gì cha, 10k một tiếng. Viết giấy nợ đây. Mày lúc nào mày cũng nợ nợ. Đau mày. Bận quấn quýt với em nào nên giờ mới tới đúng không? Có em nào quấn đã tốt. Em dùng gì? Nè, con cô gái kia thì sao? Mày thích thì đưa về đi, tạm biệt. Ơ, nhưng Huy! Có để cho anh ngủ không? Còn muốn lấy dấu mộc nữa không? Muốn chứ. Tôi cho cậu 30 phút để có mặt tại nhà tôi với một phần bánh mì không rau ngò, không ớt, nhiều dưa chua cùng một ly espresso 2 shot. Cái gì số? Số cái gì? Bánh mì không thịt á? Alo? Alo? Đồ ăn sáng của anh này. Cũng trưa rồi, tôi không muốn ăn bánh mì nữa. Đi mua bún bò cho tôi. Anh có ổn không đấy? Tôi tới đây để làm việc, chứ không phải làm mô xin. Anh cũng một vừa phải thôi. Là con người chứ phải cỗ máy đâu. Cậu tới đây là để làm mô xin mà. Tôi đói rồi, đi mua lẹ đi. Anh trai, dù anh có là gay thì cũng là đàn ông mà. Sao anh thủ dai thế? Nói nhiều quá, lẹ cái chân giùm. Giờ tôi đi đường tôi có chuyện gì, anh có chịu trách nhiệm được không? Bắt Grab, đi taxi, thiếu gì biện pháp an toàn, sao không xài đi? Anh... Tôi không làm nữa. Ok, cứ nghỉ việc đi. Tôi sẽ không có dấu mộc. Kệ mẹ dấu mộc. Tôi không làm việc với tên yêu quái giết người từ từ như anh. Cậu nói ai giết người? Nghe rồi thì đừng có hỏi lại. Vừa mặt liệt vừa điếc. Ê, đứng lại. Đéo. Thằng điên này. Mày đang ở chỗ nào đấy? Trên giường nè. Trên giường cái gì? Xuống đường gặp tao nhanh lên. Biết rồi. Biết vậy bữa đó mình đi về cho xong. Máu quá vậy trời. Cái mặt như vậy là đậu rồi đúng không? Không, rớt rồi. Rớt là sao vui dữ vậy? Tại không cần phải làm cái thằng cha sếp nói mình bất tài vô dụng chứ sao. Tao chỉ làm đổ ly cà phê lên người anh ta thôi, mà anh ta thù hằn không nhận tao. Tao mà đổ tô bún lên đầu anh ta,
Chắc người ta truy sát ba đời tổ tông người tao quá. Nói nhỏ nhỏ thôi, lỡ người ta nghe rồi sao? Sao tao phải sợ? Tao không phải nhân viên, cũng không phải thực tập sinh, làm sao tao phải rén? Làm sếp và cảm tính, thứ như vậy không ai tôn trọng. Mày không sợ tao bị đuổi việc hả? Yếu bóng vía quá bạn ơi. Gì vậy? Gì mà cái mặt như là cái bánh mochi bị tan chảy, sắp bị lão quá tới nơi rồi kìa. Đau. So sánh khập khiễng, chả vui. Sao, có chuyện gì? Má, nhắc đến là tức. Cái tên giám đốc công ty mày đúng là con yêu quái mà. Sáng sớm bắt tao đi mua này mua kia, chạy ngược chạy xuôi. Dù tao có là Oxin thì anh ta cũng phải biết yêu thương đồng loại chứ. Hả? Mày làm Oxin cho sếp của tao? Bất đắc dĩ thôi, không muốn cũng phải làm để có dấu mốc đỏ ra trường. Tao nghĩ sếp tao không phải như vậy đâu. Khoảng cách mày gặp anh ta là bao nhiêu cm? 10 đến 12 mét á. Tại vì bình thường tao làm nhỏ trong công ty thôi à, có được gặp trực tiếp sếp đâu. 10 đến 12 mét là bằng sân bóng đá xóm tao đấy. Mà mày phải bênh tao chứ. Bạn yêu ơi, mình không có cổ suý với những cái suy nghĩ sai lệch nha. Ai, cái thằng bạn trời đánh trúng trái tim này. Tim bằng sắt đá hay gì? Mày phải bênh tao chứ. Không lẽ tao bịa chuyện bêu xấu anh ta? Không có phải, tại vì tao muốn hai người không có sự hiểu lầm với nhau thôi. Hiểu lầm là hiểu lầm cái gì? Anh ta rõ ràng là ỷ giàu hiếp nghèo, tao không làm nữa. Nè, đừng có quyết định lúc mình đang nóng giận như vậy chứ. Mày có biết 2 tháng nữa là nộp bằng chứng nhận với Mọc Đỏ rồi không? Bình tĩnh lại đi. Tao biết là sếp tao tính nóng, nhưng mà phải gán nhịn, giờ công ty nào cũng vậy à. Mày phải nghĩ cho ngoại nữa chứ. Đúng rồi. Ừ. Tao có giữ chiến thần bí mật mà. Chiến thần? Quả này, anh ta ra 2 con heo, tao ra 2 quý, tao chặt hết đường người ta luôn. Sao hôm nay lại quên lịch làm vậy trời? Đi nhá, đi. Đi đâu? Buông ra, đi đâu? Anh kéo em vô đây làm cái gì vậy? Tại anh nhớ em. Không có được, trễ giờ làm ngay bây giờ. Sao không được? Gọi chồng yêu đi rồi anh thả. Ừ, đâu em. Không có được mà. Hôm nay sếp bảo không tới công ty, tự nhiên thấy không khí trong lành ghê. Sao giọng nữ? Đây là nhà vệ sinh nữ hả? Ờ. Anh khùng mà. Không được. Sao không? Ủa mà cái bé thực tập đáng yêu đâu rồi ta? Ai, bé Hỏa hả? Chắc hôm qua tăng ca dữ quá, giờ nó ngủ quên rồi. Ừ, để chị gọi cho nó thử. Anh thả em ra. Trời ơi, nó không nghe máy. Vậy là nó ngủ quên thiệt rồi đó. Anh coi chừng em đó. Vậy thôi, vô phòng gọi tiếp chị ạ. Ừ, thôi đi. Tối nay qua nhà anh đi. Tối nay em bận học bài rồi. Coi chừng em á. Alo. Tình hình công ty dạo này ổn không? Ổn. Trừ bỏ việc thiếu mày. Ừ. Sao này mày không đi làm? Sắp tới mày lo việc ở công ty giúp tao. Tao đang ở nhà lo dự án quan trọng. Tháng sau còn thuyết trình với chị Duyên nữa. Nghe có vô lý quá không vậy? Sao không lên công ty mà làm? Tao tới tháng. À. Có cần tao giúp một tay không? Cũng được á. Nhưng mà hiện tại thì chưa đâu. Ok, hiểu. Nè, tới tháng thì nhớ bổ sung đồ thanh mát. Đừng ăn cay ăn chua nha. Ai mà nghe được cuộc trò chuyện của tao với mày á, chắc tưởng tao là nữ đi chuyển giới. Mà mới làm được phân nửa quá. Thô thiện. À, mấy cái giấy tờ đánh giá thực tập mày cần, tao sẽ giao cho Gia Hòa soạn thảo. Giờ này tao bận quá, xíu tao đưa số em cho mày. Có gì mày cứ liên hệ với em nha. Ừ, vậy mày cứ đưa số Gia Hòa cho tao đi. Ok, bye. Ừ, ok. Yeah.
Cậu ta sẽ sớm quay lại đây thôi. Này là do anh không khóa cổng, chứ không phải tôi bất lịch sự đâu đấy. Yêu quá làm sao biến thành đường tăng được. Yêu quá ấy, ta phải thu phục ngươi. Ngươi ở đâu? Sung sướng quá, sung sướng quá. Sao? Nghĩ tôi không dám làm cái gì? Cậu, tôi từng nghĩ cuộc đời rất là tệ cho tới khi tôi gặp anh. Hóa ra là thứ tệ hơn cuộc đời nữa. Anh biết ngày xưa bạn học của tôi là gì không? Là Huy cục... Sao anh dám nhét giấy bẩn mồm tôi? Vì sao cậu dám làm vậy tôi? Ai kêu anh chưa khăm tôi trước? Vì cậu là ô xin của tôi. Ra anh cố tình à? Không, tôi cố ý á. Anh gan lắm. Ê, cậu định làm gì? Ê, lớn hết rồi nha. Lớn lớn cái con khỉ á. Cậu mà bước tới là tôi la làng đó. La lên đi, tôi nhậu anh chuyến này. Ê, anh tôi chưa thấy gì hết đâu. Chần chần vậy mà không thấy. Lâu rồi sao? Anh thử động vào lòng tự ái của tôi một lần nữa đi. Đừng hỏi vì sao mọi người biết chuyện của anh nhá. Giết người ở tù mấy năm ta, muốn giết thằng mặt liệt này quá. Chào chồng trẻ Doraemon. Làm đi. Anh đưa tài liệu năm bao nhiêu đấy? 2023 trước công nguyên. 2023 thì nói bình thường đi, mắc thì quạo. Thì cậu nói tôi là yêu quái mà, đâu phải Phật, mắc gì tôi không được quạo. Lo làm đi. Cậu tính vào bếp vừa làm vừa ăn hả? Chứ không làm ở đâu. Làm ở ghế. Tô bún đâu rồi? Trong bếp á.
Sao nghe cái mùi cay cay vậy? Cậu có dặn người ta không bỏ ớt không? Hả? Dặn kỹ lắm. Haha, vừa lắm. Cậu Cậu làm sao? Tôi nói cho anh biết, Phạm Nguyễn Đình Huy này nhá, không chỉ đẹp trai mà còn để bụng nữa đấy. Đang vui mà. Thiên Bảo, Thiên Bảo. Ê, cậu có thấy không? Anh định hù tôi trên trần có ma gì? Tôi không có sợ đâu. Không phải, tôi thấy thiên thần à. Anh Bảo, anh đừng làm tôi sợ mà. Anh ơi, dậy đi. Anh cười cái gì? Bước lối về đường. Anh có tờ 4 ôm sòng đấy. Thằng điên này. Bầu trời trong xanh mây bay trên cao, phía dưới ta cùng nắm tay nhau. Em cứ bước đi thôi, vì khắp lối em luôn có anh. Anh sẽ dắt em qua thật nhiều con đường, anh sẽ dắt em đi trên khắp phố phường, và đi đến nơi yên bình chỉ mình ta biết thôi. Rồi ta sẽ nắm tay nhau trên con đường yêu. Về nơi nắng chiếu lung linh, hai mặt trời che khuất lối. Chẳng điều chỉ cần nỗi yêu thương ta trao ta dành cho nhau. Dù có đi đến nơi nào, ta vẫn luôn đi cùng nhau. Ngàn câu ca trao về người, trao bao nụ cười cùng em hát lên bao lời yêu. Và điều mà anh luôn ước mong trong mắt anh.